trời luôn, bây giờ vô ngồi đây nè. Em mới tới luôn hả? Em mới tới. Trung Huy đâu? Huy hả? Huy dám ở ngoài xe tại hồi hả? Em Huy vô dạ. Để trình diễn. Chạy gì có kẹt xe lắm không? Chạy qua đây kẹt. Thì rất đông. Anh đi tự dưới Long Xuyên chạy đến. Ôi ôi vậy hả? Đi lên hồi 3 giờ. Chạy lên đây mới gì lên đến. Cả nhà này thấy đường sang phát tướng không? Giờ này là vlog. Rồi xong lại bẻ xài rồi ăn ha, tôi có coi hết chứ bộ. Thấy trầm trầm nhẹ là vậy đó chứ. Vì hôm nay đi quay quá không có thời gian đi tập. À vậy hả? Trời ơi, lại đóng tướng ra. Không có chuỗi, tức là bây giờ em phải tranh thủ làm để em gói đầu. Để mưa mưa tới đâu đi quay được đâu. Đúng. Lúc đó em phải đi tập. Đúng, làm nhiều phim lên. Cho em. Chúc em phát triển càng ngày càng thành công nha. Khen lại nè. Khen lại mỗi lần mỗi lần gặp chị là chị đẹp hơn tí là đúng là khi mà thành công mình phải đúng quá gần đồ lam nè rồi tóc rất nhiều nè rồi tóc rất mượt nè có thể giúp em thôi 6:30 tại trường đó chưa bởi vì càng ngày ta càng đẹp à đúng rồi mình càng ngày càng già nữa tại mình tu nữa mùa. Theo lời của Đường Sang thì anh cũng chúc em luôn luôn được trẻ đẹp như thế này nha. Dạ. Em sẽ cố gắng. Bắt gặp Trường Huy này nha cả nhà. Hello cả nhà. Hồi nãy giờ em rình quá trời đâu giờ nó vô tới. Lộn ruột nữa đó. Đậu xe dướng ruột nữa đó. Ủa vậy hả? Chết rồi hết chỗ đậu rồi hả? Không biết nữa mấy anh chị vô á. Bạn à. Xào nó xào lui lâu vậy. Phải bánh cúp hết trơn kìa. Đường Sang nãy đậu đâu? Ở dưới ruộng hết trơn. Vậy là ngay chỗ anh rồi, đúng không? Thôi em vô em lấy xe anh nè. À. Nãy em vô chị em xuống dưới ruộng á. Nhạt quá. Giống như mấy người mà chụp ảnh cưới của máy bay á. Bay á, cái thả nước kéo cái tưởng kia quên mình lấy cái gì đó. Quên lấy cái nắp gạch kìa. Làm như đó hề á. Mà hề hư á. Hư ghê. Trường Huy em vô tới chung kết của xuyên Việt luôn rồi. À vậy hả? Ok hả? Giờ em chỉ quay là coi là nhất nhị thôi. Ờ. Giờ quán nếu mà may mắn thì được quán quân đó thì là năm ca sĩ hài quán quân cười xuyên Việt. Còn không là năm ca sĩ hài áo quân cười xuyên Việt. Để em đi một vòng ha. Các mạnh thường quân đã chung tay góp sức và đặc biệt là bà con chủ của các mảnh đất mà chúng tôi được sang nhượng lại. Các vị cũng rất là trân trọng quý báu mà sang lại những cái mảnh đất dù bản thân không có còn tiền thì muốn lưu lại những cái giá trị đã bạc trắng có lẽ đã một lần với cuộc đời của mình chịu những nỗi đau từ gia đình, từ con, từ cháu và hơn nữa là sự hy sinh này đã vô cùng thầm lặng. Xin mời các cặp quý vị cùng với chúng tôi tiếp nối cho một ca khúc rất xúc động của nhạc sĩ Thất Bên, ca khúc được mang tên Gánh Mẹ. Và ca khúc này sẽ được trình bày với giọng hát rất là ngọt ngào và em cũng là một trong ba người con của nữ ca sĩ Phi Nhung. Một tràng vỗ tay chào đón nữ ca sĩ xinh đẹp Thiên Ngân. Nhà lời ấm Thiên Ngân xin gửi chào tất cả quý vị. Một cái chào trân trọng nhất ạ. Chết là con không có vô.
À, quý vị vừa đến với Thiên Ngân, có lẽ là chúng ta cũng đã thích quen thuộc rồi. Một trong ba người con gái lương của nghệ ca sĩ Thiên Ngân cũng vừa đem lại cho tất cả quý vị chúng ta học tập quý vị rồi. Cảm ơn những chàng vỗ tay quý vị gửi đến cho Thiên Ngân. Còn giờ đây thì một giọng hát trẻ nữa cùng góp mặt của chúng ta trong chương trình văn nghệ chúc mừng tới ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một ca khúc đầy ý nghĩa của nam ca sĩ nhạc sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh đã cùng viết cho chàng trai này. Cuộc sống của chúng ta trải qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống và cũng có những người giàu và cả nghèo, nhưng mà cho dù chúng ta là ai thì hãy biết thương yêu nhau trong cuộc đời này thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Đó chính là thông điệp rất ý nghĩa trong ca khúc sau đây, Xin Chờ Đợi, một sáng tác của nam ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh. Và giờ đây xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng vỗ tay cho tiếng hát của nam ca sĩ Trường Phi cùng với ca khúc này. Cảm ơn cô. Và lời đầu tiên cho phép tôi xin được chào đến tất cả quý vị có mặt buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc của mình trên Xin Chờ Đợi. Chữ tình của Trường Huy. Ở trong lời chúc của em thì chúng ta thấy không ngờ là một bạn trẻ mà lại chúc một cái từ rất là hay. Tất cả chúng ta trong cuộc đời này đều may mắn nhất đó là một con người được bình an. Và trong câu chúc của Trường Huy chúng ta lại thấy được đó chính là tấm lòng của em để đến với tất cả quý vị, không gì bằng sự bình an trong đời sống này. Và tạm biệt với Trường Huy, xin mời tất cả quý vị cùng với chúng tôi lắng nghe ca khúc đang sáng tác của Trường Lê, bài hát Lòng Dâu với tiếng hát của Trường Sang. Một tràng vỗ tay lớn nhất cho đón Trường Sang. Sức khỏe à, lúc nào cũng à, tâm bình thân an, bởi vì rất nhiều ạ. Rồi hát đi nghe, bye bye. À, dạ, một ca khúc tiếp theo tiếp theo sẽ gửi đến tiếng bà con một bài hát sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Đăng. Bài hát rất hay, rất ý nghĩa, được mang tên Luật Trời. Xin các cô chú anh chị cùng lắng nghe ạ. Có thể cho con xin một tràng vỗ tay. Xin được cảm ơn tiếng hát rất là ngọt ngào của Tuyết Nhung. Và theo yêu cầu thì có lẽ một chút nữa đây con sẽ quay trở lại nha. Một tràng vỗ tay nữa cho Tuyết Nhung đi bà con mình. Dạ, xin cảm ơn con. Hai đôi bạn từ thổi nhỏ gặp nhau rồi cả nhà. Đây là ca sĩ Tiết Nhung, Trường Sang, Trường Huy. Khi là Thiên Ngân đang hát ở nhà, đây là chị Diễm Quỳnh. Những chương trình giống như mẹ vậy đó ha, hát rất là ngọt ngào mà bé quá trẻ, quá nhỏ tuổi. Và chính vì vậy mà sau này giờ hát chín mùi nữa thì chúng ta lại càng trung động thêm nữa, phải không ạ? Xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu và chào đón một tràng kép đẹp
ở hải ngoại cũng đã về Việt Nam trong dịp này, thì đến đây trong giờ phút này để hát cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng đang nông nghiệp chào đón ở sân khấu nghệ sĩ ưu tiên Kim Tiểu Lâm. Và đây là chúng tôi quay là rồng nhỏ với mình, Tiểu Lâm là rồng nhỏ. Xin được xin động kính mời Kim Tiểu Lâm chúng ta cùng tiến ra sân khấu. Kính thưa tất cả quý vị, muốn cao vấn đề thật lớn à? Em lấy mạnh đi. Sao rồi? Dạ, chúc em chào khán giả nè. Dạ, lời nói đầu tiên Kim Tiểu Long xin chào tất cả bà con bác và chào thân thương và trên đồng nhất. Dạ, em chào anh Gia Lụa. Cảm ơn rồng nhỏ rất là nhiều. Thôi thì anh hỏi chút xíu là hiện nay cái lượt view của MV đó, phim ca nhạc của em á, được bao nhiêu rồi? Cảm ơn anh rất là nhiều, là gì đẹp hợp. Bà con cô bác ơi, Long anh Lực hỏi vậy là biết là Long mới ra MV mới. Không biết là bà con có xem được cái MV ca nhạc mới, phim ca nhạc chưa à? Nếu ai mà nói chúng mà được cái đĩa hả? Được quả tặng giờ này đâu làm gì có đĩa. Thôi anh ơi, bây giờ không có đĩa. Bấm lên trên mạng là coi được hết à. Thì nói vậy để cho em giới thiệu quảng cáo luôn. Bộ phim á, ca nhạc, bà con bấm phim ca nhạc nha. Phim ca nhạc có tựa đề rất là hấp dẫn. Bộ phim ca nhạc đầu năm đầu tháng Long Hợp báo ra phim ca nhạc là Ly Hôn. Nghe hơn đầu năm đầu tháng, nghe hơn nha bà con. Nhưng mà chính vì vậy mà cái tựa nó hot. Vậy bây giờ thua một người Dương hoài thì cũng vậy, thua một Dương một 2, 3. Rồi bây giờ thôi, bây giờ tới mình đổi chủ đề Ly Hôn. Nhưng mà lý do gì làm MV về Ly Hôn? Ủa thì bây giờ thời buổi này em thấy người ta ly hôn nhiều quá, thì bây giờ em phải làm cái phim nào ly hôn để cho mọi người coi được, cho mọi người đừng có ly hôn. Nhưng mà cái thông điệp trong đó như thế nào để tối nay về bà con phải gõ vô để tìm mới là quan trọng á. Dạ, sau cái ly hôn này á thì em làm cái MV là hấp hôn. Vậy là có người mới nha bà con. Cho nên là ly hôn không gì buồn hết trơn á, tiếp tục xách vali yêu tiếp. Dạ, ly hôn chia tay cho đã, cuối cùng suy nghĩ kỹ lại hấp hôn. Dạ, nhưng mà lý do gì làm ly hôn? Và thông điệp có muốn nhắn gửi điều gì? Thì thời đại 4.0 này em thấy là yêu đó, rồi cưới đó, rồi ghét đó, rồi giận đó, rồi thù quán đó, rồi chia tay đó. Cho nên là em thấy vậy thôi, cho nên là Long thấy vậy là Long muốn ra cái chủ đề ly hôn này. Trong cái phim ly hôn này quý vị anh chị mà xem được á, thì mình xem khi xem bộ phim này xong đó mình có một cái sự nghĩ khác hơn. Là mình phải suy nghĩ lại, cũng giống như tất cả quý khán giả mà vô xem rồi khóc rất là nhiều. Và có một cái những cái comment rất là dễ thương: tôi đã nộp đơn ly hôn 2 năm trời, chuẩn bị ký ly hôn là xé coi như là đi ly dị á, nhưng mà cuối cùng tôi xem cái bộ phim ly hôn của Kim Tiểu Long rồi bây giờ tôi rút lại, tôi không ly hôn. Không, quý vị thấy không, cũng là một cái điều tốt mà Long làm được. Cho nên là hy vọng rằng tất cả các cô chú anh chị và các em thời đại 4.0 này á, mình thương đó, mình yêu đó, rồi mình ghét đó, mình chia tay đó, mình làm khổ con cháu, con gái. Cho nên là thôi thì mình muốn làm gì á thì mình ra làm, mẹ phải suy nghĩ cho thật kỹ, để mà không có làm đổ lửa luôn. Quý vị cảm ơn những đàn bắt tay của tất cả bà con cô bác. Dạ. Kim Tiểu Ly hả? Kim Tiểu Ly đi về quê. Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ, bà ngoại với Kim Tiểu Ly đi về quê. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Long sẽ gửi đến... Nóng quá. Cho Long gửi áo vest cho nghe bà con nha. Được không à? Quan hỷ nha. Dạ. Long sẽ gửi đến ba câu dụng cổ. Bài hát được mang tên Hải Long Mẹ ơi. Cho nên là thân tâm, thân tình, 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 th
của Di Tiểu Long cho bà con mình nha. Dạ cảm ơn bà con rất là nhiều. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả bà con cô bác. Cảm ơn anh Lực Viên Tập cũng như cháu ơn thầy sư phụ đã tạo điều kiện cho Long và tất cả anh chị em nghệ sĩ về đây phục vụ một đêm văn nghệ hôm nay. Đó là một cái hạnh phúc của cuộc đời đi làm nghệ thuật, cũng như là đem lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cho tất cả quý vị. Một lần nữa, chúc sức khỏe toàn thể, có sức khỏe là có tất cả. I love you. Và bây giờ Long hỏi này, có gì vậy? Thầy muốn là mời anh nhắn lại sân khấu và đặc biệt là cho phép con Long cung thỉnh mời thầy Minh Phú cùng lên sân khấu luôn ạ. Thầy ơi, hay là bây giờ trong giây phút này ở phía dưới mình là có anh Thái với lại Phúc cũng đến rồi á, thì thầy có muốn lời con mời anh Duy Ngọc Thái với Phúc lên sân khấu luôn không thầy? Thái ơi. À, kính thưa quý vị, một cái lên đi để mình hưởng cái đẹp này, để mình lấy cái may mắn của thầy nè. Bây giờ mình cùng đếm một cái bay nha bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em chia tay này. Nhạc lớn quá em không có để nhạc được nha cả nhà, tại vì đợi bị dính độc quyền á. Em chỉ ghi hình cho cả nhà xem thôi nha. Đưa Tiết Nhung về cả nhà. Con tác nghiệp con bỏ Tiết Nhung luôn. Yeah. Tiết Nhung đưa anh ôm đầu nè. Móc con mắt ra chứ.
người ta động mênh mông vậy đây, mình đi cái đường này sớm thấy mực ớn luôn em. Chân mới về ra trước mình á. Thì đó anh nói qua đây thì đâu có, nói chung là tầm tầm đời cỡ đó thôi, nhưng mà tại vì á là đi vòng vòng những cái lòng ảnh lớn tuổi rồi mà cái giọng ca anh hay ha, tiễn lòng thôi. Hai bên này không có bóng nhà luôn, nhà trong kia kìa, cái đường này là bờ đê đó em ơi. Thôi em cái nhà bờ đê đó cho chùa để cả nhà là đưa Tiết Nhung về nhà.